Chào tất cả các em Đến với buổi học ngày hôm nay Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ôn tập học kỳ 2 Môn ngữ văn chính Trong chương trình ngữ văn chính Thầy xin tóm lược cho các em những chủ đề trọng tâm Chủ đề thứ nhất là về hình tượng người phụ nữ Chủ đề thứ hai hình tượng người lính Chủ đề thứ ba là con người lao động mới chủ đề thứ tư tình yêu quê hương đất nước yêu cuộc sống chủ đề thứ năm tình cha con chủ đề thứ sáu tình yêu thiên nhiên chủ đề thứ bảy tình yêu thương kính trọng đối với bác hồ và cái chủ đề cuối cùng thứ tám đó là hình tượng người anh hùng thầy xin giới thiệu với các em cái chủ đề một hình tượng người phụ nữ trước hết là hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại nhân vật đầu tiên là nhân vật vũ nương trong chuyện người con gái nam sương của nguyễn dữ nhân vật thúy kiều qua ba đoạn trích truyện kiều đó là đoạn trích chị em thúy kiều cảnh ngày xuân kiều ở lầu nguyễn bích của đại thi hào nguyễn du và nhân vật thứ ba là nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu qua đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Thì cả ba nhân vật này đều thể hiện giàu lòng yêu thương, giàu đức hy sinh, trọng ân tình. Nhưng đặc biệt là cuộc đời của họ có nhiều đắng cay bi kịch. Còn hình tượng của người phụ nữ trong văn học hiện đại Trước tiên là hình ảnh người bà qua bài thơ Bếp Lửa của Bằng Việt. Thứ hai là nhân vật Phương Định trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Cả hai nhân vật này đều thể hiện tình yêu gia đình, yêu quê hương, yêu tổ quốc một cách sâu sắc đậm đà và xứng đáng với tám chữ vàng mà bác Hồ trao tặng cho cái người phụ nữ hiện đại đó chính là anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang tiếp theo là chủ đề thứ hai về hình tượng người lính đầu tiên là người lính trong cuộc kháng chiến chống pháp chúng ta có bài thơ đồng chí của nhà thơ chính hữu Bài thơ đồng chí được chính hữu sáng tác vào giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhà thơ đã miêu tả một cách chân thật hình ảnh anh bộ đội cụ hồ thời chống Pháp. Tiếp theo là hình ảnh người lính trong thời kỳ chống Mỹ qua các tác phẩm sau đây. Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Nhà thơ đã miêu tả Khắc họa một cách chân thật, sống động về hình ảnh người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm chống Mỹ rất hiên ngang anh dũng vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù. Thứ hai là cái tác phẩm truyện ngắn Những ngôi sao xa, xa xôi của Lê Minh Khuê qua các nhân vật Phương Định, chị Thao, bà Nho đặc biệt là nhân vật Phương Định. Đây là hình ảnh những cô gái trẻ, những cô thanh niên sung phong, làm công việc phá bom, lắp hố bom, để trả lại cái con đường liền lạc cho đoàn xe vận chuyển lương thực, vũ khí, thuốc men, đạn dược cho chiến trường trên tuyến đường Trường Sơn, thời chống Mỹ. Để tác phẩm thứ ba là chiếc lược nhà của nhà văn nguyễn quang sáng thì người lính trong thời kỳ chống pháp cũng như chống mỹ đều toát lên cái tình đồng đội gắn bó sẽ chia nhau trong những lúc hiểm nguy khó khăn gian khổ nơi chiến trường nhưng ở họ chúng ta vẫn thấy rất anh dũng lạc quan dám chấp trận hy sinh cho quê hương cho tổ quốc ở cái cạnh thứ ba của chủ đề này là chính là người lính trong thời bình. Có bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy. Bài thơ Ánh Trăng được nhà thơ Nguyễn Duy sáng tác vào năm 1978. Nghĩa là sau ba năm đất nước ta được thống nhất. qua bài thơ này, nhà thơ Nguyễn Duy cũng thể hiện những suy tư trăn trở về những đổi thay của con người trong cuộc sống hiện tại. Từ đó tự nhủ, không được quên quá khứ. Uống nước phải nhớ nguồn. Tiếp theo thầy chuyển sang cái chủ đề thứ ba là con người lao động mới. Đầu tiên là tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận. Bài thơ được tác giả sáng tác trong chuyến đi thực tế đến vùng mỏ Quảng Ninh để nhà thơ có dịp tiếp cận, quan sát và miêu tả một cách chân thật cái không khí lao động, hang sai của những người dân chài nơi đây. Thứ hai là truyện ngắn lặng lẽ Sa Ba của nhà văn Nguyễn Thành Long qua nhân vật anh thanh niên làm công tác khí tượng kim vật lý địa cầu trên đỉnh yên sơn cả hai tác phẩm này đều thể hiện cái không khí lao động tập thể vui tươi lạc quan làm chủ thiên nhiên thể hiện niềm tin vào tương lai cuộc sống mới của những con người lao động mới đồng thời cũng cho chúng ta thấy được những cái đóng góp thầm lặng của những con người lao động bình dị quanh ta. Chúng ta đến với chủ đề thứ tư, tình yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống. Qua truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân. Truyện ngắn này được Kim Lân sáng tác vào năm 1948, giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp thứ hai là bài thơ mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Bài thơ được sáng tác vào tháng 11 năm 1980, không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời. Cả hai tác phẩm này đều thể hiện cái tình yêu làng quê tha thiết gắn với tình yêu tổ quốc, cách mạng. Đặc biệt là qua nhân vật ông hai trong truyện ngắn làng. Và cái khát vọng cháy bỏng được dân hiến cho cuộc đời, cho quê hương qua bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Chủ đề thứ năm là tình cha con. Thứ nhất là tình cha con trong chiến tranh được thể hiện qua truyện ngắn chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tình yêu thương con tha thiết đậm đà của ông Sáu đối với bé Thu nhưng tiếc thay nó lại bị chiến tranh chia cắt. Đó cũng chính là tình cảnh néo le, sự mất mát, thương đau của những đứa trẻ đồng bào miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thứ hai là tình cha con trong cuộc sống đời thường. Qua bài thơ nói với con của nhà thơ Y Phương, qua thi phẩm này, nhà thơ thể hiện niềm mong mỏi của người cha của thế hệ đi trước đối với con, thế hệ mai sau luôn có ý thức kế thừa, phát huy những cái nét đẹp truyền thống văn hóa, nghị lực tinh thần của con người nơi quê hương để từ đó góp phần làm cho quê hương càng thêm giàu đẹp, đậm đà bản sắc của dân tộc. Chủ đề thứ sáu, tình yêu thiên nhiên. Trước tiên là bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải Và các em đặc biệt chú ý là ở khổ 1 Đó là bức tranh thiên nhiên xứ Huế thơ mộng, yên bình Lòng vào trong cái cảnh vật đó là cảm xúc say sưa ngây ngất của nhà thơ Khi được đắm mình trong vẻ đẹp của quê hương Thứ hai là bài thơ Sang Thu của Hữu Thịnh bài thơ là bức tranh giao mùa của thiên nhiên từ hạ sang thu đẹp nhẹ nhàng tĩnh lặng qua đó thể hiện sự suy ngẫm của nhà thơ về con người và cuộc đời và đặc biệt đó là những ai mà tuổi đời vừa chớm sang thu tiếp theo thầy trò chúng ta cùng đi đến cái chủ đề thứ bảy về tình yêu thương kính trọng đối với bác hồ qua bài thơ viếng lăng bác của nhà thơ viễn phương bài thơ thể hiện niềm yêu quý kính trọng ngưỡng mộ nỗi xót đau nghẹn ngào của tác giả của mọi người đặc biệt là của đồng bào miền nam đối với bác hồ kính yêu và khi nhận ra bác không còn nữa từ đó ước nguyện được mãi ở bên cạnh bác luôn trung thành với người, với đất nước, với dân tộc. Và cuối cùng là chủ đề thứ 8. Chủ đề về người anh hùng trong các tác phẩm văn học. Trước tiên là hình tượng nhân vật quan trung Nguyễn Huệ trong hoàng Lê nhất thống chí của các tác giả Ngô Gia Văn Phái. Nhân vật quan trung Nguyễn Huệ thể hiện tình yêu nước thương dân có tầm nhìn xa trông rộng ý thức tự chủ tự cường của dân tộc và đặc biệt là tài dụng binh như thần kiệt xuất của ông thứ hai là hình tượng nhân vật lục vân tiên trong truyện lục vân tiên của nguyễn đình chiểu qua đoạn trích lục vân tiên cứu kỳ nguyệt nga Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã khắc họa chân dung của anh chàng họ Lục, văn võ toàn tài, trọng nghĩa khinh tài. Các em thân mến, như vậy là thầy đã chốt lại 8 chủ đề trọng tâm của chương trình Ngữ Văn Chính. Trong đây có những tác phẩm chúng ta đã học ở học kỳ 1 thì các em cần xem lại một lần nữa để khắc sâu thêm kiến thức của bài học cũ và cũng à, tiếp theo là phần ôn tập của tiếng Việt trong học kỳ 2 học kỳ 2 này chúng ta có tất cả là 4 bài khởi ngữ các thành phần biệt lập liên kết câu và liên kết đoạn nghĩa tường minh và hàm ý trước tiên là phần khởi ngữ về khái niệm khởi ngữ là thành phần phụ của câu nêu lên đề tài và đối tượng chính được nói đến trong câu dấu hiệu để nhận biết một khởi ngữ nó thường có ba dấu hiệu đặc trưng thứ nhất là về mặt vị trí khởi ngữ thường đứng trước chủ ngữ thứ hai là phía trước khởi ngữ thường có sự xuất hiện của các quan hệ từ như là còn về đối với thứ ba là ở sau khởi ngữ thường có dấu phẩy tách biệt với lại nồng câu cao hoặc là trợ từ thì về các thành phần biệt lập ta gồm có bốn thành phần trước hết là thành phần tình thái thành phần tình thái về khái niệm là thể hiện cái cách nhìn sự đánh giá của người nói đối với sự vật sự việc ở trong câu thường thành phần từ thái có những từ ngữ như là có lẽ dường như hình như chắc là chắc hẳn chắc chắn vân vân tiếp theo là thành phần cảm thán thành phần cảm thán thường để bộc lộ trạng thái tâm lý cảm xúc của người nói với những từ ngữ như là ồ chào ôi hỡi ôi than ôi trời ơi thứ ba là thành phần gọi đáp dùng để tạo lập hoặc duy trì cái quan hệ giao tiếp ví dụ như những từ dùng để gọi như là ê ơi này phần đáp như là dạ thưa, vân, bẩm ông, bẩm cụ, vân vân và cuối cùng là thành phần phụ chú. Thành phần phụ chú về khái niệm thì dùng để giải thích bổ sung cho từ hoặc ngữ ở trong câu. Dấu hiệu nhận biết thành phần phụ chú thường đặt giữa hai dấu gạch ngang, hay nằm giữa hai dấu phẩy trong dấu hoặc đơn hoặc là sau dấu hai chấm đơn vị kiến thức thứ ba của tiếng việt đó là liên kết câu và liên kết đoạn văn trước hết là chúng ta biết khái niệm về liên kết câu liên kết câu là liên kết các câu văn trong cùng một đoạn giữa những câu văn sau với các câu văn trước liên kết đoạn là liên kết các câu văn của đoạn văn sau với đoạn văn trước cùng nằm trong một văn bản xét về mặt hình thức thì liên kết có bốn phép thứ nhất là phép lập nghĩa là trong đoạn văn hay văn bản có một từ ngữ được nhắc lại nhiều lần nhằm nhấn mạnh cái ý nghĩa nào đó thứ hai là phép nói là dùng quan hệ từ để liên kết câu sau với câu văn trước. Thứ ba là phép thế, là thay thế một từ ngữ nào đó bằng từ ngữ khác. Có nội dung ý nghĩa nó tương đương để tránh cái sự lập từ lụng củng. Và cái phép liên kết cuối cùng là phép liên tưởng. Trong phép liên tưởng này đó là người viết sử dụng những cái cặp từ trái nghĩa, những cặp từ gần nghĩa, đồng nghĩa hoặc là những từ cùng nằm trong một trường từ vựng thì tất cả ba ký đó nó đều là phép liên tưởng. Cái đơn vị kiến thức tiếng Việt cuối cùng của học kỳ 2 chương trình ngữ văn chính đó là nghĩa tường minh và hàm ý. Trước hết là về phần khái niệm niệm nghĩa tường minh là phần nghĩa được biểu thị một cách trực tiếp thông qua những từ ngữ được nói trong câu. Còn nghĩa hàm ý là cái phần nghĩa tuy được không được diễn đạt một cách trực tiếp thông qua những từ ngữ ở trong câu nhưng chúng ta có thể suy đoán cái nghĩa đó do những từ ngữ ấy. Thì điều kiện để một hàm ý được diễn ra được thực hiện trước hết là phía người nói phải đặc biệt có ý thức đưa hàm ý vào trong câu nói và người nghe phải có năng lực giải đoán được hàm ý thì đảm bảo được hai yếu tố từ người nói và người nghe đó thì một hàm ý mới đủ điều kiện được thực hiện à, như vậy là với nội dung ngắn gọn thầy đã hướng dẫn cho các em những nội dung trọng tâm của phần thi học kỳ 2 môn ngữ văn chính. Thầy mong rằng tất cả các em học bài cẩn thận và làm bài có kết quả tốt. Thân ái mến chào tất cả các em.